Anh Tuấn tại chợ Ba Phòng áp lực ly tâm, điều trị phòng chống dịch Covid-19. Ca sĩ Hà Anh Tuấn tại chợ Ba Phòng cách ly áp lực tâm, chuyển giao từ Đức cho thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh nhằm phục vụ kịp thời công tác điều trị và phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ rằng: "Tôi xem đây là việc mình phải làm và quan trọng là có cơ hội đóng góp một chút nỗ lực trong tổng thể công cuộc chống dịch bệnh cho đất nước. Lúc thuận lợi hay là khó khăn thì việc được sống, trải nghiệm và chia sẻ cùng cộng đồng và quê hương đó là một vinh dự. Điều tôi thấy hạnh phúc là khi kêu gọi gia đình, bạn bè thân thiết xung quanh, tất cả đều rất sẵn lòng tham gia tuyệt đối, với mục đích duy nhất là vì một sức sống mạnh mẽ và mạnh khỏe của Việt Nam. Sắp tới thì tôi sẽ cùng bạn bè sẽ tiếp tục vận động thêm, đề nghị tài trợ tiếp cho những tỉnh thành khác dựa trên nhu cầu và diễn biến thực tế của dịch bệnh lần này." Và trước sự diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam, thì Hà Anh Tuấn cùng với hai người bạn, đạo diễn Cao Trung Hiếu và nhà sản xuất Minh Hoàng, hai người sáng lập viên của Việt Vision, với sự cố vấn chuyên môn của bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và ông Rob DeWoods, chuyên gia cao cấp của tập đoàn y tế hàng đầu về giải pháp chống khủng hoảng sinh học và bệnh lây nhiễm Cộng hòa Liên bang Đức DECOTA, vừa tiến hành tài trợ thiết bị máy móc cùng với phụ kiện tổng thể để thiết lập 3 phòng điều trị cách ly áp lực tâm nhập khẩu trọn gói từ Đức cho bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm virus Covid-19, cũng như là các trường hợp bệnh nhân cần cách ly khác tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh. Và theo Hà Anh Tuấn, cùng với sự tiếp nhận nhiệt tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất từ lãnh đạo tỉnh, thành phố cùng Sở Y tế Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, thì từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3, thì đoàn chuyên gia kỹ thuật của tập đoàn Đức đã đến làm việc và tiến hành thiết lập, chuyển giao để vận hành 3 phòng cách ly áp lực tâm theo đúng tiêu chuẩn của WHO và USCDC tại Bệnh viện Dã chiến huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh ngày 9 tháng 3 và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Long Biên Hà Nội ngày 12 tháng 3. Ngoài ra thì đoàn cũng đã tiến hành tư vấn và khảo sát lắp đặt tại Bệnh viện Vinmec Hà Nội, một số bệnh viện tại Hải Phòng về công nghệ thông minh đáp ứng ngay lập tức nhu cầu thiết lập phòng cách ly áp suất âm chống dịch Covid-19. Hà Anh Tuấn cho biết đoàn sẽ tiếp tục khảo sát và tư vấn về công nghệ này cho các tỉnh thành khác có nhu cầu đã liên hệ với đoàn chuyên gia như ở Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Bình, Cần Thơ và Vũng Tàu. Và toàn bộ nguồn tài chính tài trợ 3 phòng cách ly áp lực tâm tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh đến từ cá nhân ca sĩ Hà Anh Tuấn và hai sáng lập viên của công ty Việt Vision và bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn. Chi phí tài trợ cho một phòng trung bình là khoảng 25.000 euro, tương đương với khoảng 650 triệu đồng Việt Nam. Hành trình của bệnh nhân nhiễm Covid thứ 34 ở Việt Nam. Bà Đặng Thị Linh Trang, 51 tuổi, bệnh nhân số 34, là một nữ doanh nhân kinh doanh nghề vật liệu xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trang trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo đó thì bà này là một trong những xuất phát điểm trong việc Covid-19 lây lan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Và ngay sau khi xác định bị nhiễm Covid-19 và trở thành ca thứ 34 tại Việt Nam, thì gia đình bà Trang gồm có chồng, con trai, con dâu, đứa cháu 2 tuổi và người giúp việc cũng đã xác nhận dương tính. Hiện tại thì người dân Bình Thuận đang vô cùng bức xúc vì sự chủ quan của bà Trang ảnh hưởng rất lớn tới người dân trong tỉnh. Lịch trình của bà Đặng Thị Linh Trang, sinh năm 1969, thường trú tại KP14, Phù Thủy. Ngày 22 tháng 2 thì đi từ sân bay Tân Sơn Nhất sang New York, Mỹ và quá cảnh tại sân bay Incheon, Hàn Quốc và đi cùng hội doanh nhân Bình Thuận. Ngày 25 tháng 2 thì bà này đến Washington. Ngày 29 tháng 2 thì bay từ Washington về sân bay Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Doha, Qatar. Ngày 2 tháng 3 thì bà này về Tân Sơn Nhất và về ở tại công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Minh Trang, E9 Tuyên Quang, K14, Phù Thủy. Ngày 5 tháng 3 thì bà Trang có nhiều biểu hiện sốt và đau họng. Và đến sáng ngày 9 tháng 3 thì bà Trang nhập viện và hiện đang cách ly tại Viện Đa khoa của tỉnh. Bệnh nhân Covid-19 thứ 34 có dấu hiệu khai báo không trung thực. Nữ doanh nhân nhiễm Covid-19 là bệnh nhân thứ 34 có dấu hiệu khai báo không trung thực. Ngày 12 tháng 3 thì ông Kayu Soyuwa, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam, hãng thiết bị vệ sinh cao cấp của Nhật Bản chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có thông báo đến khách hàng về việc văn phòng và showroom tại thành phố Hồ Chí Minh tạm thời bị đóng cửa.
Và theo đó thì thông báo này cho biết đại lý chính thức của Toto Việt Nam tại Bình Thuận, đại lý Minh Trang là của bà Đặng Thị Linh Trang, bệnh nhân COVID-19 thứ 34 tại Việt Nam. Ngày 3 tháng 3 thì một số nhân viên kinh doanh của Toto Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có cuộc gặp mặt trực tiếp trong 20 phút tới anh Linh Trang nhưng không bắt tay. Và tối cùng ngày thì nhóm vân như bên này đã dùng bữa tối với một số người thân của bệnh nhân. Vì thế theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam thì Toto Việt Nam và các nhân viên kinh doanh của họ thuộc nhóm tiếp xúc F1 và F2. Do đó thì văn phòng và showroom tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm đóng cửa đến ngày 17 tháng 3. Toto Việt Nam cũng đính kèm danh sách 41 người, trong đó thì có 4 người thuộc diện F1, còn lại là F2. Để khách hàng nếu có tiếp xúc với những người này thì sau ngày 3 tháng 3, bởi khách hàng có thể thuộc nhóm F2 và F3, và những người này đã tiếp xúc với khách hàng thuộc các nhóm F3 và F4. Kính mong quý khách hàng tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu quý khách hàng thuộc các nhóm F nêu trên, thì Toto Việt Nam chân thành gửi lời xin lỗi tới quý khách vì những phiền toái và sự bất tiện do sự việc ngoài ý muốn này gây ra. Kính mong quý khách hàng giữ gìn sức khỏe và hãy cùng nhau chung tay vượt qua dịch bệnh này. Phần cuối thông báo của Toto Việt Nam có chia sẻ. Theo một số thông tin, thì bệnh nhân COVID-19 thứ 34 tại Bình Thuận là thành viên của Đoàn Nữ Doanh nhân Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI sang Mỹ làm việc từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 2, và đoàn này có 18 người. Và theo điều tra dịch tễ thì ngày 22 tháng 2, thì người phụ nữ này đi Mỹ cùng 18 thành viên trong Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, gồm có Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Ngày 25 tháng 2 thì bệnh nhân này tiếp tục bay sang Washington, Mỹ, và đến ngày 29 tháng 2 thì từ Washington quá cảnh 3 giờ tại Doha, Qatar và về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 2 tháng 3. Và điều đáng chú ý, từ Qatar thì đoàn nữ doanh nhân chia đôi, khoảng một nửa thì bay về thành phố Hồ Chí Minh, một nửa thì bay về Hà Nội. Và theo thông tin khi trao đổi từ bệnh nhân Trang sau khi phát hiện mình dương tính với virus corona, thì bệnh nhân Trang nhớ ra trên chuyến bay từ Doha về thành phố Hồ Chí Minh đã gần như không ngủ được vì trong khoang có một vị khách ho rất nhiều, và đây có thể là nguồn phát tán virus gây bệnh COVID-19. Và sau khi về Việt Nam ngày 5 tháng 3 thì bệnh nhân Trang ho và hạc đờm. Đến ngày 7 tháng 3 thì bệnh nhân thấy sốt, đau rát họng. Và đến sáng ngày 9 tháng 3 thì bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được cách ly lấy mẫu xét nghiệm, và ngày 10 tháng 3 đã được khẳng định dương tính với virus corona. Và khi trở về Việt Nam thì bệnh nhân Trang đã tiếp xúc trực tiếp với 14 người, ngoài ra còn có tiếp xúc với thành viên Hội Doanh nhân Bình Thuận và một phần công chứng. Bà Trang khai được đón bằng xe riêng về nhà ở thành phố Phan Thiết chứ không có ghé ở đâu. Và khi về nhà thì bệnh nhân chỉ ở nhà và lên công ty nên chỉ tiếp xúc với người nhà và nhân viên của công ty của bà. Và bà Trang cũng là người lây bệnh cho con dâu bệnh nhân thứ 38, nhân viên kế toán bệnh nhân thứ 36 và người giúp việc bệnh nhân thứ 37. Và nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại Bình Thuận đến 11 giờ ngày 12 tháng 3 là 4 trường hợp. Tuy nhiên, với việc Toto Việt Nam chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo như trên thì lời khai của bà Trang có thể là không trung thực. Bên cạnh đó thì ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết bệnh nhân cung cấp rất ít thông tin nên công tác xác định đối tượng tiếp xúc rất khó khăn. Có thể chúng tôi sẽ đề nghị công an vào cuộc. Thêm 5 người liên quan đến bệnh nhân thứ 34 ở Bình Thuận mắc COVID-19. Chiều ngày 12 tháng 3 thì Bộ Y tế đã phát đi thông tin về 5 ca bệnh COVID-19 mới tại Bình Thuận và đều có liên quan đến bệnh nhân thứ 34 là doanh nhân. Và theo như Bộ Y tế thì 5 bệnh nhân COVID-19 và theo Bộ Y tế thì 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 40, 41, 42, 43 và 44 đều có liên quan trực tiếp đến bệnh nhân thứ 34 tại Bình Thuận và là thành viên đoàn doanh nhân của VCCI. Ngày 12 tháng 3 năm 2020 thì Viện Pasteur Nha Trang nhận 56 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận thu thập từ 56 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp tiếp xúc gần với những bệnh nhân mắc COVID-19 tại tỉnh Bình Thuận đã được công bố vào ngày 10 và ngày 11 tháng 3. Và kết quả xét nghiệm có 5 mẫu của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 cụ thể như sau. Bệnh nhân 40 là bệnh nhân nữ 2 tuổi quê quán ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34. Bệnh nhân số 41 là bệnh nhân nam 59 tuổi quê quán ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34. Bệnh nhân số 42 là bệnh nhân nam 28 tuổi quê quán ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34. Bệnh nhân số 43 là bệnh nhân nữ 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 38, chính là con dâu của bệnh nhân thứ 34. Bệnh nhân số 44 là một bệnh nhân nam 13 tuổi, quê quán Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân số 37, là nhân viên của bệnh nhân số 34.
Trước đó thì Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng khử khuẩn và cách ly những người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 34. Ngày 11 tháng 3 thì cơ quan y tế đã lấy 15 mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm và cùng ngày thì đã có 3 người dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 36, 37, 38, chính là người giúp việc, nhân viên và con dâu của bệnh nhân số 34. Như vậy thì cho đến nay Bình Thuận đã có 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 và đứng thứ 2 cả nước về số ca mắc COVID-19 sau Vĩnh Phúc. Và tất cả các bệnh nhân đều có liên quan đến bệnh nhân thứ 34. Như vậy, kể từ đêm ngày 6 tháng 3, khi bệnh nhân thứ 17 được thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2, chỉ trong vòng có 5 ngày, thì Việt Nam đã có thêm 27 ca dương tính. Và các ngày cao điểm ngày 8 tháng 3, thì có tới 9 ca dương tính đã được công bố. Và trong số 27 ca bệnh mới, thì có đến 17 ca bệnh liên quan đến chuyến bay VN 0054 và 9 bệnh nhân liên quan đến chuyến bay Doha, thành phố Hồ Chí Minh cùng với bệnh nhân thứ 34. Bệnh nhân số 34, chị Linh Trang, cũng là thành viên của nữ doanh nhân VCCI đi làm việc tại Mỹ. Trong đoàn thì có 18 người, trong đó thì có 2 cán bộ của VCCI. Trong đó thì có 2 cán bộ của VCCI. Hiện tất cả các thành viên trong đoàn đã được thông báo về sức khỏe của chị Trang và đã được khuyến cáo thông báo cho các cơ quan y tế địa phương. Và một sự tình cờ đáng chú ý là hai nguồn lây bệnh nhiễm mới của virus đều xuất hiện ở Việt Nam vào ngày 2 tháng 3. Và trên 2 chuyến bay, một hạ cánh ở Nội Bài và một hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất.